Không thể phủ nhận, Kylian Mbappe là một tay tinh quái và già đời hơn cái tuổi 24 của cậu. Nhưng nếu đặt cạnh Florentino Perez và Nasser Al-Khelaifi, bất quá Mbappe chỉ là sói non giữa bầy cậu.
giám đốc thể thao và huấn luyện viên của đội bóng. Trùng hợp thú vị là mùa hè năm ngoái, Luis Campos, người từng dìu dắt Mbappe tại Monaco, trở lại PSG trong vai trò cố vấn. Ngôi sao 24 tuổi này cũng phản đối PSG chiêu mộ Robert Lewandowski của Bayern Munich và tiền vệ Aurelien Tchouameni của Monaco. Kết quả là hai cầu thủ này lần lượt gia nhập Barcelona và Real Madrid. Mbappe mong muốn Milan Skriniar của Inter gia nhập PSG, nhưng trung vệ này chỉ có thể đến sân công viên các hoàng tử trong mùa hè này theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi Inter khước từ mọi đề nghị từ Paris. Dù vậy, câu chuyện về Mbappe bây giờ đã rẽ theo một hướng khác. Ban lãnh đạo của PSG phát cơn thịnh nộ vì biết được ý muốn của Mbappe từ cuộc điện thoại của một nhà báo của tờ L'Équipe. Đến cuối ngày hôm ấy, đội bóng mới nhận được bức thư từ người đại diện của thủ quân đội tuyển Pháp. Một thành viên ban lãnh đạo chia sẻ với The Athletic rằng họ bất ngờ bởi bức thư chủ yếu do Mbappe thông báo về một thứ không cần thông báo. Mbappe chọn tiếp tục gắn bó với PSG ở mùa giải tiếp theo và cũng là cuối cùng trong hợp đồng. Nếu muốn ra đi, tiền đạo này mới đưa ra đề nghị đến ban lãnh đạo. Nói cách khác, không có nhu cầu pháp lý nào để phải đưa ra thông báo hay công bố về quyết định chính thức, chưa đừng nói đến việc trở thành vấn đề được công chúng đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi nhận được bức thư, Ancelotti bực tức gọi điện thoại ngay cho bà Faiza Lamari, người phụ trách mọi cuộc đàm phán của cậu con trai. Tuy nhiên, một lần nữa PSG phải hoang mang tự hỏi liệu Mbappe có thực sự nghiêm túc muốn ra đi, hay đó chỉ là đòn gió để lấy vị thế trong cuộc thương lượng hợp đồng mới. Ancelotti không hề muốn cầu thủ giá trị nhất trong đội hình ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè sang năm. Với quan điểm này, PSG khẳng định sẽ cố bán Mbappe cho đội bóng nào trả giá cao nhất trong kỳ chuyển nhượng hè này nếu tiền đạo này nhất quyết không ra hạn hợp đồng. Nói cách khác, PSG đang cố đánh vào điểm yếu của Mbappe. Siêu tiền đạo này luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang tìm kiếm một trung phong sau khi Karim Benzema ra đi. Tuy nhiên, bố già Perez đã đẩy Mbappe vào thế tiến thoái lưỡng nan bằng tuyên bố Real Madrid vẫn muốn chiêu mộ Mbappe nhưng không phải là năm nay. Harry Kane và Lautaro Martinez vẫn là phương án ưu tiên của Los Blancos sau khi đã chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ Jude Bellingham từ Dortmund. Trong khi đó, PSG đang quyết tâm tái thiết văn hóa câu lạc bộ bằng cách áp dụng đường lối cứng rắn hơn đối với các ngôi sao trong đội. Suốt thập kỷ qua, QSI đã đốt không biết bao nhiêu tiền vào PSG, nhưng chức vô địch Champions League vẫn là mục tiêu xa vời. Không chỉ vậy, đội bóng này ngày càng sa sút bởi chủ nghĩa cá nhân áp đảo trong phòng thay đồ. Bây giờ, PSG sắp sửa bổ nhiệm một huấn luyện viên mới, với Julian Nagelsmann là một trong hai lựa chọn. Nhà cầm quân trẻ tuổi theo đuổi chiến lược anti-Galactico. Vì thế, đội bóng sẵn sàng cân nhắc việc Mbappe có còn là trung tâm của đội bóng hay không. Đừng quên mấy tháng trước, Messi từng bị trao giò nội bộ vì chuyến đi không xin phép đến Saudi Arabia theo thỏa thuận quảng cáo cá nhân. Tuy nhiên, sự quyết liệt của PSG cũng có giới hạn, vì Messi dù vĩ đại đến đâu cũng vừa đón sinh nhật 36 tuổi và bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Trừng phạt Messi vừa có thể giao uy với những cầu thủ khác, vừa không gây nhiều tổn hại lực lượng. Thực tế, siêu sao người Argentina đã từ chối ra hạn hợp đồng và lựa chọn đầu quân cho đội bóng Mỹ Inter Miami. Ngược lại, Mbappe thì đang ngày càng vươn lên. Vì vậy, mặc dù mối quan hệ giữa PSG và Mbappe có thể đứt gãy ngày hôm nay, nhưng ngày mai lại keo sơn thắm thiết sau cuộc đấu trí. Mbappe đã ra chiều trước với thông báo vu vơ rằng anh ta hạnh phúc được khoác áo PSG ở mùa giải tới nhưng từ chối ra hạn hợp đồng. PSG đáp trả bằng tuyên bố